Này.
thằng Phú hả? Alo, ngủ chưa? Chưa. Đang nằm trong xe nè. Chưa thẹn mà không? Gì? Dạ. Ừ. Thế chưa? Chưa. Vô mạng đi. Mũi quá trời mũi luôn, đứng có chút xíu thôi à, mà mũi nó cắn ngứa chân luôn á, thiệt. Nhắc cái bôi spell vô cũng được.